trọng tài làm không dạ. Không không dạ. Tôi nhớ vậy, từ từ ở dưới trong nước cái hai con chặt cái gì nè, tôi quay qua cái hai chân giãn chân dạ trước đi anh em vui thôi đó như đãi vậy nè, có tuổi tính tiền đúng không, rồi chạy có lắc lòng không, không về đã có lắc lòng không, không lắc lòng không, không có lắc lòng hai lần là thôi, cũng hai lần á, tội lạ mà không chủ kêu kêu thua là thua không đi, cũng hai lần là thua anh ơi, bây giờ đây giờ chiêu mới chạy cái ôm hoài đá sẹo 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 ôm hoài bự hơn đúng không? Bự hơn, dài đó. Bự trong nè. Bự đựng dĩa tay à mình. Dài dài. Mảnh giữa. Đá đồng 20 đá đồng đi. Đá đồng 1 triệu đi. Ai đó? Mình đâu rồi. Ai đó? Đá đồng. Đá đồng 1 triệu. Luôn là cuốn cảnh phải không? Đá đồng 1 triệu á. Rồi đó. Triệu anh đựng vô tay anh. Em anh luôn hay sao? Ừ. Anh chịu anh chịu á. Mình đá đồng anh. Mình đâu rồi? Đá đồng triệu đó. Mình đang đá đó. Đá 8 triệu á. Đâu mình đâu? Trời đâu quá, cội nãy giờ đá chơi. Tối nào đâu chạy. Trời đá 8 á, đá 8 á. Mình đó. Con nào chạy vậy? Má hai con này không coi được luôn. Không có coi đầu chạy á. Con đỏ con trắng á, giờ con đỏ của ai? Con đỏ của ai? Nếu con Thanh đó. Nó trên đó. À, con Thanh Minh ở trên đó hả? Rồi đá 8 triệu á. Con Thanh trên đó không? Đá 7 triệu á. Má đá nãy giờ mà mình lần cái gì luôn. Đá 6 ăn. Rồi 6 đi. Đừng hỏi. Ra mắt màu á. Đúng rồi, thấy không? Ai nhìn rõ ăn à? Đúng rồi. Không anh. Nhìn vô nghĩ rồi. Ai nhìn được ăn. Rồi. 6-7 á. Đá 7 triệu á. Không bắt vô. Đá 7 2 triệu á. Dụ nhà mới mà. Chuyện 15-20 phút rồi. Đồ rồi. Lâu dữ vậy. Bóc con trình tạ. Sao nó vậy anh? Mẹ tới đó chắc chạy mẹ rồi. Để đồng á. Con Thành bị siết cổ rồi. Hai con bị buông buông hai chân luôn à. Đâu, con anh bớt cái cổ á. Con anh bớt cái cổ con kia. Má siết mẹ cổ con Thành quýnh không được à. Thành cái đuôi nó giật giật cái má bắt cặp tùm luôn rồi. Chảy máu rồi.
ướt cái đầu rồi. Ướt cái đầu rồi. Rồi chạy lấy tiền. Từ đi em đi. Từ đây, ngồi em đi. Có ai nhúc nhích gì đâu. Chạy phương chạy. Chạy chạy chạy. Rồi thôi, chủ chị em đi thôi. Thầy bắt đi. Thầy bắt đi. Thầy bắt ai đậu má cầm tiền như vậy đó bố chia vậy đó chia tiền má này dễ hỏi này đậu đậu vậy tụi tao triệu vậy đó mày đưa phong tấn tâm đi chết mẹ rồi nó cũng quay rồi má mày má mình là người chiến thắng mà mình là người chiến thắng mà người đó bệnh luôn má Tuấn ăn nhiều quá má dạ tao năm sĩ má trọng tài triệu má bà của thảo đang ngồi ăn đó cái bia thấy chỗ mẹ đưa anh này là ông Phú Chọc nè, trọng tài của hội Sâu Đỏ mới vừa làm trọng tài kéo cửa được 1 triệu. Phú Phú trả rồi con quay hoài.